Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em lại quay trở lại với cả video của mình ngày hôm nay mọi người nha. Thì video ngày hôm qua ấy, thì mình đã hướng dẫn anh em cách chúng ta là nhận được cách tải con game Kawin rồi đúng không mọi người? Đó, thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn lại anh em cách tải Kawin cũng như là cách để nhận được code ở bên Kawin anh em nhé. Thì mọi người chú ý này. Đồng thời ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách đồng thời ấy, thì mình hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách là để chúng ta là đăng ký cũng như nhận code của con game 68 game bài mọi người nhá. Bởi vì mình thấy là con 68 game bài này là anh em nhận code khá là đơn giản anh em ạ. Đấy, cách tải và cách nhận code khá là đơn giản nên mình nghĩ là có thể là giới thiệu cho anh em chúng ta là nhận được mọi người ạ. Rồi, ok, về con Kawin thì anh em thì thấy này, con Kawin có rất là nhiều khuyến mãi mọi người nhá. Mình thấy con game có khá là nhiều khuyến mãi này. Còn phần gift code ấy, anh em có thể nạp ở đây này. Ấn vào dấu cộng. Anh em chuyển về đâu nhỉ? Sự kiện đúng không ta? À đây đúng rồi, gift code anh em ơi. Đó. Gift code thì anh em nhập vào đây các bạn nhá. Đó, được chưa? Thì anh em cứ inbox cho giám đốc khách hàng là anh em sẽ nhận được gift code các bạn nhá. Được chưa? Đấy, cứ giám đốc khách hàng là anh em sẽ được gift code thôi. Đấy, đơn giản anh em ạ. Và mọi người lưu ý này, ở đây thì mình thấy là con Kawin có cái phần bảo thanh này này. Ôi dồi, có tiền luôn anh em, có tiền luôn nha, có tiền luôn nha. Và anh em không quên là điểm danh nhận một dìu nha, được 5 dìu chúng ta có thể là chặt được cái cây đồng này anh em ạ, rất là xịn luôn. Thấy rất là nhiều anh em bên này, anh em nhìn này, rất là nhiều anh em mình thấy là chặt hũ đồng thôi cũng được 3 củ anh em ạ, đỉnh vãi. Đấy, chặt hũ đồng thôi cũng được 3 củ anh em ạ. Ôi hơi ghê rồi anh em ơi. Đấy, Tố Loan 91 này, Thảo Vi 87 này. Úi dồi, mấy ông này toàn có tên, có số làm sao thôi. Có khi là 82 hay là 91 thì năm sinh anh em ạ. Ui, lại toàn các cô đi đi vào đây chặt cây thì chết anh em ạ. Thì bởi vì anh em nhìn này, cái tên này toàn là tên con gái mà anh em, đúng không? Toàn là tên con gái, toàn là tên con gái. Đây, ở dưới này thì không nói làm gì. Đây, trên này toàn là con gái Thảo Vi 87. Chắc là cô Thảo Vi sinh năm 87. Đấy, Tố Loan 91 thì chắc là chị Tố Loan sinh 91. Đấy, Thu Thủy 82 thì lại là cô Thu Thủy sinh năm 82. Nghe nó không hợp lý mà đúng không mọi người? Ở chiều như em thấy thôi các bạn ạ. Đó, thì đây là qua về con Kawin này nhá. Khá là đầy đủ anh em. Khá là đầy đủ anh em ạ. Đấy, đặt bom này, 3 carat này, lòng ngổ này. Đây, còn cùng một số cái sự kiện đây. Còn một số cái sự kiện thông báo này. Đây, liên kết số điện thoại nhận ngay 6.800 này, mình đã kể với anh em rồi đúng không? Là cách liên kết số điện thoại thì nhận 6.800 thôi. Đấy, thì thực ra ở đây thì mình ít chơi con Kawin hơn thì anh em ạ. Tại vì là gần đây mình bị cuốn quá ở bên 68 game bài. Đấy, mình chơi 68 game bài nhiều. Mình đánh đây chịu nhiều quá thôi mình bị cuốn ở bên này rồi anh em ạ. Đấy, cho anh em. Đây, anh em có thể thấy này. Đây, được cái nhá, là con 68 game bài này nó có nhiều cổng tài xỉu anh em. Nó thực sự rất là đa dạng anh em ạ, thực sự luôn. Đấy, 4 cổng tài xỉu cơ. Như bên bên Kawin ấy mình thấy là có một cổng tài xỉu thôi anh em ạ. Nên là rất là khó chơi. Mình thì mình ưu tiên cái nào gọi là nó đa dạng một tí, đúng không? Khó quá thì chúng ta đổi cầu. Không, khó quá, bí quá thì chúng ta đổi cầu. Chứ đánh một cầu không thì có mà lú luôn anh em. Đánh một cầu không có mà anh em lú luôn với cả cái cầu đấy các bạn ạ. Đấy, thì mình thấy là ở đây ấy, mình thích chơi là mình có nhiều cổng tài xỉu anh em ạ. Với cả ở đây nhá, mình lúc trước thì mình có chỉ anh em cách là nhận code đúng không? Anh em nhận được cái code 50k đúng không? Đó, đơn giản lắm anh em ạ. Anh em chỉ cần nhớ anh em link này, con game này mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em nha. Và mình để kèm luôn thêm là 10 cái code cho anh em test game các bạn nhá. Thì anh em chỉ cần nhớ, anh em đăng ký theo cái link của mình, được chưa? Anh em vào đây, anh em vào phần rút tiền này này. Anh em điền cái thông tin ngân hàng của anh em vào đây được chưa, là anh em sẽ nhận được ngay là một chiếc anh em xong rồi, từ từ sau đó từ từ anh em hơi vội rồi. Các bạn ấn vào phần hỗ trợ khách hàng này, anh em vào phần gọi là nhận code khuyến mãi, nhận khuyến mãi nha, anh em sẽ nhận code 50k được chưa anh em. Anh em sẽ nhận code 50k, anh em cứ làm đủ như thế giúp mình các bạn nhá. Thì anh em chú ý giúp mình này, là khi mà các bạn làm xong ấy thì các bạn nhớ là nhanh tay vào nhập code, nhớ nhá, nhớ là nhanh tay vào phần nhập code nha, nhập nhanh tay không là mất đấy anh em ạ, đùa ở đâu mà
và 10 cái code mình chốt ở dưới phần mô tả ấy, thì cái đấy thì mình chỉ là quà giao lưu cho anh em thôi. Còn mình sẽ tặng thêm 20 suất ebook sớm nhất cho các bạn nào mà đã đăng ký kênh và đã đăng ký theo link của mình vậy nhá. Ok chưa mọi người? Nhớ nha, 20 suất ebook sớm nhất và 10 suất thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho anh em. Thoải mái chưa? Đó, thoải mái luôn anh em ơi. Thoải mái cho anh em luôn. Đó, có thể là chúng ta chơi bất kỳ lúc nào cũng được. Cứ nạp code vào xong rồi để tối chơi cũng ok đúng không? Đó rồi, để mình làm vài tay tài xỉu đi nhờ. Cầu này làm gì có cầu ba anh em. Làm gì có cầu ba, làm gì có cầu ba đúng không? Không có cầu ba đâu. Đây là cầu 3112 thôi, làm gì có cầu 3113 đâu trời. Làm gì có cầu 3113 đâu ở trời. Ok anh em. 3112 thôi. Thích tập khoa mà. Cửa. 3113 thật anh em ạ. Vãi. Vừa mới đang gáy anh em ơi. Đang định gáy là không có 311 ở đâu thì lại nó ra luôn ạ. Đậu xanh. Ok. Quân thủ trả thù 10 năm chưa muộn anh em ạ. Một tay không sao anh em nhá. Một tay là chơi điểm nhỏ gì hết anh em ơi. Đấy, một tay là chơi điểm nhỏ, một tay là chơi điểm nhỏ gì hết anh em ạ. Tôi á. Tôi đánh theo cậu đấy, làm gì nhau. Không ra gãy thì tôi đánh theo 3113. Rồi. Không gãy thì tôi đánh 3113 luôn. Được chưa? Cái tên trước là mình che tiền đi anh em ạ, cho đỡ 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 nặng anh em ạ. Chứ bây giờ nặng nó hay nộ tiền lắm anh em ơi. Thôi cứ để như này, nhìn cho nó thật dễ. Đến nhà ra cái đồ dễ anh em nhé. Đây là một kịch tính, nhận đây là một kịch tính cho anh em. Nào, xin gọi là ba con một nhờ. Thôi được một con một thôi, một con ba thôi, cho nó đỡ 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 giảm vào kịch tính đi anh em ạ. Một con bốn đi, một với cả bốn đi cũng được. Tôi chết cha rồi. Thôi, vào đúng cầu bầy rồi anh em ơi. Nghỉ. À, trời ơi, mình đang tưởng là cầu ngắn anh em ạ. Mình đang thấy là cầu ngắn, mình tưởng là đi cầu ngắn. Thế này vào rơi vào đúng cái cầu bệt cho mới đau chứ. Để ngày mai vào gỡ anh em nhá. Hôm nay là hơi hơi đen. Hôm nay là hơi đen thôi, để ngày mai vào gỡ anh em ạ. Đấy mọi người nhớ nhá, là mình sẽ để 10 cái gim code ở dưới phần mô tả cho anh em nhá mọi người nhá. 10 gim code ở dưới phần mô tả cho anh em. Nhớ là nhập link đây nha, còn ai mà không may mắn thì anh em cứ liên hệ với mình. Được chưa? Ai mà không may mắn thì anh em cứ liên hệ với mình để mình gọi là tặng riêng cho anh em phải nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Và nhớ nhá, ai yêu quý, ai thích mình thì anh em cứ subscribe đi. Kiểu gì thì kiểu nhá anh em nhá. Không sớm thì muộn anh em nhá. Kiểu gì tôi cũng cho anh em quà. Được chưa? Yên tâm là như thế. Cho anh em yên tâm.